chương trình này được bảo trợ bởi Jin và Kim Thư nơi duy nhất bán vàng 4 số hình bản đồ Việt Nam 714 và 7146577866. Ev Princess Cosmetics sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới bốn không tám năm chín bốn Happy Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng. Sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Sức khỏe là vàng. Dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 189908319 princesslife.com. Học khu Huntington Beach Union High School District. Nhưng để buổi sáng trôi qua mà thiếu một ly ice coffee thơm ngon, bất cứ cỡ nào cũng chỉ 99 xu tại McDonald's. Phải ghé trước 11 giờ sáng tại tiệm McDonald's có tham gia. Morning Ngọc Lan Hoàng Trọng thủy trở lại với tất cả quý khán thính giả. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và đến với phần cà phê sáng ngày sáng thứ hai, một ngày cuối tháng riêng người đại chào Ngọc Lan. Xin chào anh Thủy kính chào quý khán giả. Đúng ra tháng này 31 ngày nhưng mà hôm nay là thứ hai cuối tháng rồi. Thế thì à, sáng nay Ngọc Lan và chúng tôi đi ra đường thì thấy mưa. Và trên màn hình thì quý vị có một điều nó vui lắm cái kỹ thuật ngày nay đó sướng vô cùng Quý vị có thể tưởng tượng mình có thể lấy cái con chuột mình đi vào Người ta sẽ cho biết được Thí dụ ngay bây giờ là mưa quý vị ha Cái chúng tôi lấy con chuột chúng tôi kéo đi Thì họ Câu cho chuyện biết nó mưa <laughs> Đến khoảng 8 giờ 36 phút khủng khiếp không Mới tặng mưa Thì hết mưa wow. Và chúng ta càng kéo đến thì họ cho thấy nhiệt độ luôn quý vị thấy không ừ. Chính xác đến độ đó và đây là tình hình ngày hôm nay trời à, lạnh cao nhất là chỉ vào khoảng 50 mấy độ thôi à, thấp thì khoảng 40 mươi mấy độ cho nên à, sau 8:30 sáng thì quý vị có thể yên tâm bởi vì thấy đấy, hết mưa nhưng mà đây là Los Angeles và quận cam cũng thế đặc biệt đó, quý vị nào đi lên San Jose trong ngày hôm nay thì vô cùng cẩn thận bởi vì lên độ cao 2.500 tới 3.000 feet, tức là thấp lắm đó một Lan. Ừ. Mình đi lên cao một chút xíu thôi là quý vị sẽ thấy tuyết rơi. Bởi vì mưa, họ nói đây là một trận giống như là một trận bão tuyết mà ở cái khu vực phía đông của Los Angeles, tức là quý vị đi về hướng Arizona đó thì đi ngang qua xa lộ 10 đó thì gặp gió nhiều và mưa cũng khắp nơi hết. Nói chung là toàn miền nam California hôm nay mưa kéo dài tới 8 giờ 30 sáng nói chung là thời tiết của California năm nay nó hơi uh, lạnh hơn mưa ừ. nhiều hơn là mọi năm uh, mình cứ tưởng đâu là hôm 20 mấy Tết đó 29 Tết là mưa xong rồi ừ. là chấm dứt không ngờ là tuần này lại tiếp tục cho nên là quý vị cần cẩn thận uh, hôm nay tôi thấy uh, xin lỗi Ngọc Lan hôm nay tôi thấy Ngọc Lan đẹp ra hơn mọi thường đó. Hồi sáng nay tôi có nói với Ngọc Lan nó khen nhiều lắm mọi thường là trông rất là xinh đẹp rồi. Sáng nay hình như xinh đẹp hơn thì phải. Nhờ máy mới. Mình có, mình có mới, mới được sắm được máy mới thôi quý vị. Cho nên máy cũ lâu quá rồi thì bây giờ hết thời rồi. Bây giờ mình phải chuyển mang cái chuyện mình nói 4K từ xưa đến giờ ha. Bây giờ thì cũng quay 4K nhưng mà chiếu đó thì nhờ cái hình ảnh nó đẹp cho nên quý vị nhìn thấy chúng tôi trên YouTube chắc có lẽ là khác so với hôm thứ sáu tuần rồi, cho nên quý vị thấy Ngọc Lan năm nay khác hẳn, dạ. Yeah. Um, tự, tự nhiên nói một cái cái khen cái khen mình, cái, cái, cái mình đang mình nhẹ không? <laughs> ngẹn lời. Um, trong thời gian vừa qua đó, cái dịp Tết um, có nhiều những khán giả của Lido Sài Gòn TV từ khắp nơi trở về California để ăn Tết, thì Ngọc Lan rất là vui khi mà đi đi đến chỗ nào cũng gặp oh, người, người khán giả đến hỏi nhưng mà khi cứ hỏi ừ. ra là toàn là nơi xa thôi rồi ừ. có gửi lời thăm anh hoàng trọng thụy À, thăm nguyễn trường thăm đinh quang thái những uh, sứ hương viên của lý Saigon sài gòn tv thì đó là một cái niềm vui của chúng tôi khi mà làm cái công việc này à, và cũng là cái sự mà yêu thương của quý khán giả khi mà nghe rằng là ô sáng nào chúng tôi cũng coi cà phê sáng xong rồi ừ. coi thời sự thế giới xong rồi mới đi làm rồi coi <laughs> chương trình livestream vân vân những cái điều đó đó là một cái cái điều để làm cho uh, anh em chúng tôi không có mỗi sáng khi mà 4 giờ sáng ngồi thức dậy để chuẩn bị tin tức rồi làm những cái công việc này thì cảm thấy là vui lắm à, chưa kể là uh, trong thời gian vừa qua thì ngọc lan cũng như anh em ở trong đài lại nhận được những cái phần quà những cái món quà mà xếp giấy uh, yeah. của cô trà my chú uh, thanh duy nguyễn yeah. uh, từ washington tiểu bang washington gửi tới thì đó cũng là một cái điều rất là vui khi mà từng cái thùng giấy gói cũng bằng bằng những cái giấy Đói ở trong xếp à. giấy rất là nhiều mà nó là quá. công phu mà cả một công trình gói rồi gửi từng <laughs> xin lỗi gửi cho từng người từng người từng cái thùng như vậy thì ngọc lan Tốn cũng kém. dạ xin thay mặt tất cả các anh em sứ ngôn viên của đài mà đã nhận được những cái phần quà đó gửi lời cảm ơn cô chú trà my và duy nguyễn riêng cái tiền gửi chúng tôi nghĩ cũng mất mấy trăm đô la trong thời gian qua một thùng mình nó tính mười mấy đồng thôi bởi vì thùng khá lớn mặc dầu nhẹ nhưng mà bỏ rồi chưa nói tới công rồi đi mua giấy rồi về sơn lên mọi thứ các cái cả rất là cảm ơn anh chị nhiều lắm có dịp chúng tôi sẽ giới thiệu thêm nếu có dịp anh chị xuống quận cam này mời anh chị đến để chúng tôi xem coi. Nhiều khi anh ngồi anh xếp trước mặt mình luôn hả? Thật yeah. nhanh. Con rồng con gì đó đại gọi lại như vậy. À, ngoài ra chúng tôi cũng nhận được tin từ anh Đinh Quang Thái cùng với anh Đinh Xuân Thái à, giám đốc của đài đã hai người đã đi Ukraine về thì viết một cuốn sách vinh quang cho Ukraine và trong thời gian qua à, chúng tôi cũng không ngờ đó là nhận được sự à, hỗ trợ của quý khán giả những người bạn của anh Đinh Quang Thái và những người khán giả của đài đến đài để mua cuốn sách này giá là 25 Mỹ Kim tiền in ấn không thôi đó cũng mất đâu 10 đồng hay 15 đồng gì đó thì ngoài cái uh, tiền in ấn chúng tôi uh, phải giao cho nhà uh, in uh, sách thì bao nhiêu tiền dư đó gửi sang uh, Ukraine và cái số tiền đợt đầu đó đã nhận được người uh, bạn của anh đinh quang thái ở bên ukraine chịu trách nhiệm nhận tiền đi mua và họ mua cái gì máy phát điện vô cùng quan trọng hiện nay bởi vì qua các đợt pháo kích tấn công và tập trung dành cho người phụ nữ và trẻ em những người mà vẫn còn kẹt lại họ vì lý do nào đó không đi tị nạn họ vẫn ở lại nhất định ở lại và trong số này có các trường học và trường học các em mà mùa đông lạnh giá này mà không có máy phát điện họ dầu xăng họ có nhưng mà máy phát điện thì rất cần và à, người ở bên Ukraine đã chính thức gửi à, thư cũng như hình ảnh để chứng minh đồng tiền của quý vị đóng góp Liên lượng Sài Gòn TV hầu như không lấy bất cứ một cái gì cả công phu bỏ chúng tôi đi sang đó xong rồi về thì anh Đinh Quang Thái có ý nguyện là làm một cái gì đó đóng góp cho người dân như khoang. Và nếu mà không có sự hỗ trợ của quý vị thì không có thành đạt. Thì mà rất là may mắn, ánh à, gửi về hàng loạt à, có hai mấy phát điện đã được gửi đi. À, đây là thư, à, thứ nhất đó là trường tiểu học số 1 ở làng Semen Kiva, như quý vị nhìn thấy, huyện Borisbo tỉnh Kiev. Cách thủ đô chừng 60 cây số là nơi quân Nga đã từng đi qua vào tháng 3 vừa qua trường hầu như không có điện và thứ hai chạm sưởi ấm bên phía ukraine họ gọi là chạm bất khuất dành cho người dân đến sưởi ấm và chạc điện thoại tuy nhiên tại những nơi này cũng không có máy phát điện luôn thì những người việt nam sống ở đây họ quay cả video à, rất tiếc là không xem được phải đào lốp xuống À, hình ảnh thì có đây để chứng minh là đồng tiền của quý vị đã đến nơi à, cư trú họ gửi lời cảm ơn tất cả những ai đã đóng góp à, không chỉ riêng cái cộng đồng người việt mà hầu hết các cộng đồng trên khắp thế giới ai cũng quan tâm và thương người dân như quen bởi vì à, mình là người việt nam chúng ta đã trải qua bao nhiêu cái chiến tranh khó khăn cho đất nước cá nhân chúng ta cũng là người tị nạn thưa quý vị còn nếu không tị nạn thì cũng rời đất nước để tìm nơi an toàn sống và vì thế chúng ta những người mà tị nạn đó, cộng sản lại cảm nhận cái điều này nó mạnh mẽ hơn những ai mà vì lý do nào đó rời khỏi quê hương của mình thì đó là lý do mà chúng tôi nghĩ rằng những người tị nạn ở tại quận cam ở các nơi họ thấu hiểu được cái hoàn cảnh khó khăn như thế nào qua cái thời chiến mà nhất là trong cái thế kỷ thứ 21 này mà bây giờ vẫn còn cái chuyện mà chạy tị nạn bao nhiêu triệu người Ukraine rời khỏi đất nước và người phụ nữ trẻ em và người già họ ở lại đó. Mỗi một ngày bình thường đã khó khăn rồi quý vị tưởng tượng mùa đông này mà khó khăn như thế nào. À, nước à, do bị trúng bom không có nước rồi điện cũng không có nữa. Đời sống vô cùng khó khăn. Chúng ta đóng góp một phần rất là nhỏ để sưởi ấm tinh thần của những người dân Ukraine và chúng ta chỉ có cầu nguyện làm sao cái chiến tranh này sớm qua đi mang lại hòa bình cho người Ukraine. Chúng tôi tiếp tục với phần cà phê sáng ngay sau phần quảng cáo mời quý vị cùng theo dõi.